Giá tiêu thế giới hôm nay 3 tháng 6 Trên thị trường thế giới, kết thúc phiên giao dịch gần nhất, Cộng đồng Hồ tiêu quốc tế, ITC, niêm yết giá tiêu đen Lampung, Indonesia, chốt tại 5.062 đô la Mỹ một tấn, tăng 0,02%, giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 5.900 đô la Mỹ một tấn, tăng 900 đô la Mỹ một tấn, 15,25%, giá tiêu đen Kuching, Malaysia, ASTA giữ mức 4.900 đô la Mỹ một tấn. Giá tiêu trắng Môn tốt 7.341 đô la Mỹ một tấn, tăng 0,01%. Giá tiêu trắng Malaysia ASTA vẫn ở 7.300 đô la Mỹ một tấn. Giá tiêu đen Việt Nam giao dịch ở 5.400 đô la Mỹ một tấn với loại 500g 1 l, loại 550g 1 l mức 5.900 đô la Mỹ một tấn. Giá tiêu trắng ở mức 8.000 đô la Mỹ một tấn. Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu quốc tế, IPC, thời điểm rạng sáng nay, giờ Việt Nam, giá tiêu Indonesia tiếp tục giảm so với ngày hôm qua, giá tiêu Brazil tăng mạnh sau nhiều ngày đứng giá, trong khi đó, Malaysia tiếp tục chứng giá. Giá tiêu Việt Nam đồng loạt tăng mạnh. Cụ thể, giá tiêu đen Lampung, Indonesia, hôm nay giao dịch ở mức 5.062 đô la Mỹ một tấn, tăng 0,02%, giá tiêu trắng. Indonesia, giao dịch ở mức 7.382 đô la Mỹ một tấn, giảm 0,41%. Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 hôm nay ở mức 5.900 đô la Mỹ một tấn, tăng 900 đô la Mỹ một tấn, 15,25%. Giá tiêu đen Malaysia ASTA vẫn duy trì ở mức 4.900 đô la Mỹ một tấn. Giá tiêu trắng Malaysia ASTA vẫn ở 7.300 đô la Mỹ một tấn. Trong những năm gần đây, việc trồng tiêu mới ở việt nam rất ít và nhiều cây già cỗi đồng thời diện tích cây hồ tiêu cũng bị thu hẹp và thay thế bằng các loại cây trồng mang lại thu nhập tốt hơn như sầu riêng còn tại brazil diện tích trồng tiêu tiếp tục mở rộng ở bang espirito santo và bahia thuộc khu vực phía đông nam nhưng giảm ở para thuộc khu vực phía bắc đã có nhiều diện tích trồng tiêu mới tại espirito santo và bahia trong những năm gần đây do loại cây trồng này mang lại lợi nhuận cho người nông dân tuy nhiên Khối lượng thu hoạch không theo xu hướng này khi các hiện tượng thời tiết bất lợi do El Niño gây ra đã gây thiệt hại cho cây trồng và năng suất kém. Mặc dù vậy, Brazil có thể chứng kiến một vụ mùa rất tốt vào năm 2025 nếu điều kiện thời tiết thuận lợi. Nhu cầu tiêu thụ hạt tiêu trên toàn cầu tiếp tục hồi phục sau đại dịch Covid-19, thị trường Trung Quốc bắt đầu quay trở lại nhập khẩu sau thời gian dài vắng bóng giúp nhu cầu tăng vọt. Datuk Seri Johari Abdungani Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Hàng hóa Malaysia dự kiến, nhu cầu hồ tiêu toàn cầu được sẽ tiếp tục quỹ đạo tăng trong năm 2024 và 2025. Lý do bởi tiềm năng ứng dụng của hồ tiêu trong các lĩnh vực khác nhau, bao gồm dược phẩm và mỹ phẩm, thúc đẩy xu hướng tiêu thụ gia tăng tích cực. Giá tiêu hôm nay ngày 3 tháng 6 năm 2024, tại khu vực Tây Nguyên và Đông Nam Bộ tăng ở một số địa phương từ 5.000, 10.000 đồng một kg giao dịch từ 132.000, 134.000 đồng 1 kg. Theo đó, giá tiêu đắt lắc được thu mua ở mức 142.000 đồng 1 kg, tăng sốc với giá ngày hôm qua, giá tiêu chư xê, gia lai hiện ở mức 138.000 đồng 1 kg tăng 6.000 đồng 1 kg so với ngày hôm qua. Giá tiêu đắt nông hôm nay ghi nhận ở mức giá 144.000 đồng 1 kg, tăng 10.000 đồng 1 kg. Tại khu vực Đông Nam Bộ giá tiêu hôm nay tiếp tục tăng mạnh. Theo đó, tại khu vực Bà Rịa, Vũng Tàu lên mức 138.000 đồng 1 kg, tăng 5.000 đồng 1 kg và khu vực Bình Phước hiện lên mức 139.000 đồng 1 kg, tăng 7.000 đồng 1 kg. Như vậy, giá tiêu trong nước hôm nay tăng rất mạnh ở một số địa phương trọng điểm so với hôm qua, mức tăng 5.000, 10.000 đồng 1 kg giá tiêu cao nhất được ghi nhận ở mốc 144.000 đồng 1 kg tại Đắk Nông. Tổng kết tuần trước giá tiêu nội địa tăng 13.000, 14.000 đồng 1 kg. Lo ngại nguồn cung và giá cước vận tải biển đang căng thẳng là những nguyên nhân đẩy giá tiêu tăng mạnh.